Xin chào các bạn, tôi là cô em thời tiết Minh Anh và sau đây là diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày mai, 15 tháng 8 năm 2023. Đầu tiên, khu vực miền Bắc trong đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung chủ yếu tại vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Lượng mưa lớn nhất có thể đổ bộ tại khu vực Lào Cai và Yên Bái. Sang đến rạng sáng, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ cũng sẽ bắt đầu có mưa dông. Mưa vừa và mưa to dự kiến sẽ đổ bộ tại các tỉnh thành Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, buổi sáng toàn miền có nắng gián đoạn, trời nhiều mây, mưa rải rác ở một vài nơi. Trưa chiều lượng mưa tăng lên, mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi, khu vực mù căng trải, tà si láng tại Yên Bái có thể có mưa to. Đến tối mưa giảm dần, ban đêm tạnh ráo. Trong ngày mai, nền nhiệt tại miền Bắc vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể so với những ngày vừa qua, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Sáng đến ngày 16-17 tháng 8, nắng nóng dự kiến sẽ xuất hiện tại nhiều nơi trên toàn miền Bắc, với mức nhiệt cao nhất chủ yếu dao động từ 33 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tuy nhiên nắng nóng tại miền Bắc cũng sẽ chỉ kéo dài trong vòng 2 ngày, vì từ đêm 17 rạng sáng 18 tháng 8, một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng có thể đổ bộ tại miền Bắc. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 20 tháng 8 và rất có khả năng gây ra hàng loạt các thiên tai như ngập lụt tại vùng đô thị, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại những vùng cao. Do đó chúng tôi đưa ra nhận định sớm để bà con chủ động có biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về người và của có thể xảy ra. Khu vực miền Trung trong ngày mai vẫn tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gai gắt. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất chủ yếu trong khoảng từ 36 đến 37 độ. Riêng tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vài nơi trên 38 độ. Dự kiến trong giai đoạn từ 18 đến 21 tháng 8, miền Trung có thể sẽ đón những cơn mưa rào rải rác, nên nhiệt cũng theo đó mà giảm đi đáng kể. Về diễn biến thời tiết trong ngày, buổi sáng toàn miền Trung nắng nóng, ít mây, trời tạnh ráo, trưa chiều Bắc Trung Bộ có mưa dông rải rác, tập trung chủ yếu tại Thanh Hóa. Nam Trung Bộ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa to, riêng Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cần đề phòng trong cơn mưa có kèm theo dông xét mạnh. Vào thời điểm trời sắp xảy ra dông, bà con cần lưu ý nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn, hạn chế tiếp xúc với nguồn nước, đồ dùng điện, đứng cách xa cửa sổ và cửa ra vào. Nếu đang ở ngoài trời, không đứng gần cây cao, cột điện, bãi đất trống, bởi vì đây là những nơi khả năng cao sẽ bị xét đánh. Ngày mai, thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng ban ngày nắng, trưa chiều toàn vùng có mưa rông, một vài nơi có mưa lớn trên diện rộng. Riêng vùng ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ có mưa rải rác từ rạng sáng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào lúc 13 giờ chủ yếu dao động quanh mức từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Ban đêm trời tạnh ráo, Riêng tại An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều cần đề phòng nguy cơ xảy ra dòng xét mạnh. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ ekip của G Weather nha. Xin chào và hẹn gặp lại.